Sau khi hành thiền xong thì nên đọc tụng hay hồi hướng công đức như thế nào cụ thể cho đúng với Phật giáo Nam Tông? Thì trong cái quyển kinh Nhật Tụng là sư đã có cái phần hồi hướng cho quý vị rồi, tức là chư thiên người trên hư không địa cầu thượng người đó không mọi điều đó, hoặc là phước căn tôi đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, hoặc là chỉ đơn giản là do sự phước báo mà tôi đã trong sạch làm đây. Ba câu đó là cũng đã đủ rồi.